Đây là mấy củ sâm đại hành của mình nè các bạn. Sâm đại hành này thì nó có tác dụng là tiêu độc, bổ máu, trị mất ngủ và giúp mau lành vết thương ha. Mỗi lần thì mình sử dụng một củ thôi, rất là đơn giản. Vì nó có tác dụng tiêu độc cho nên là nó được dùng để chữa rất là nhiều bệnh liên quan tới gan, thận và phổi. Thì cái tác dụng tiêu độc này nó cũng giúp tiêu viêm nữa các bạn. Những người mà bị viêm họng là viêm khớp, là viêm gan hoặc là bị viêm amidan thì sử dụng cũng rất là đơn giản. Cách sử dụng là mình dùng cái củ này rửa sạch rồi sau đó là mình giã nát ra, mình giã nhỏ ra các bạn. Mình bỏ vô cái chày cái cối mình đâm nhuyễn ra, rồi sau đó mình cho khoảng 150 ml nước sôi ha, mình chờ khoảng 10 phút rồi sau đó mình sẽ thường là mình sẽ lọc bỏ cái xác đi, rồi mình uống cái nước này ha, nó có tác dụng chữa bệnh rất là tốt. Nếu mà mình uống trước khi ngủ khoảng ví dụ 9 giờ mình ngủ mà 8 giờ mình uống thì đêm đó mình sẽ có một giấc ngủ rất là ngon. Cái này là rất tốt cho người già nha các bạn, vừa giúp trị mất ngủ mà giúp vừa giúp bổ máu nữa, vì trong cái củ này nó có rất là nhiều chất sắt luôn. Trồng thì cũng đơn giản thôi, mình dùng cái củ này mình ghim xuống đất khoảng 1 tháng thì nó sẽ lên được như thế này nè các bạn. Cái này là mình trồng cho các bạn xem thôi, chứ bình thường là mình sẽ trồng trong thùng xốp. Một thùng xốp như vậy thì mình sẽ trồng 6 bụi để cho nó có đủ xài á. Còn này là sau 1 tháng thì nó sẽ được như thế này nè các bạn.